Hãy nỗ lực vì hòa bình thế giới. Nếu trong vũ trụ đầy chính khí an lành, trái đất sẽ không bùng nổ. Thế giới hiện tại là do nhiều quốc gia hợp thành, mỗi một quốc gia gồm nhiều gia đình làm nên, mỗi gia đình gồm nhiều người tạo thành, vì vậy mỗi cá nhân có quan hệ liên đới rất lớn đối với toàn thể thế giới. Nếu lòng người trên thế gian thanh tịnh, không có tư tưởng nhiễm ô, thì thế giới nhất định sẽ hòa bình, không có chiến tranh. Ngược lại, lòng người ô nhiễm thì thế giới sẽ trở thành xấu xa. Đạo lý này con người ai cũng hiểu, nhưng họ không thực hành. Biết mà cố phạm lỗi đó là thực là đáng xót thương vậy. Sở vị hào yếu tòng tâm tác khởi, sở vị hoại giã tòng tâm tác khởi. Nghĩa là điều tốt là do tâm tạo ra, điều xấu cũng từ tâm làm nên. Thế giới hiện tại đang tới chỗ sống buổi sáng nhưng không chắc sẽ có buổi chiều. Bởi vì sao? Bởi vì địa cầu sắp đi đến chỗ bùng nổ, đã đến lúc vô cùng nguy hiểm. Tại sao địa cầu đi đến chỗ bùng nổ? Đó là vì tham, sân, si, ba thứ ác khí trùng tỏa khắp mọi nơi. Nếu trái đất bị hủy diệt thì con người chẳng còn tồn tại được nữa. Tuy vậy, con người không để tâm nghiên cứu vấn đề này, suốt ngày cứ sống trong sự mê muội, chết đi trong mộng mơ, để thời gian trôi đi một cách hồ đồ, không biết rằng sự nguy hiểm trùng trùng. Có người chỉ quan tâm đến sự nguy hiểm trước mắt, nhưng không biết nghĩ đến cứu cánh của tương lai. Họ chỉ lo rằng loài người càng ngày càng đông thêm, sợ rằng không có thực phẩm ăn, không có áo quần mặc, không có nhà cửa ở, không có tài nguyên nhiên liệu. Họ cho rằng vấn đề này là vấn đề trọng yếu, kỳ thật những vấn đề đó còn nhỏ, vì tới lúc ấy mọi sự tự nhiên sẽ được giải quyết. Thật ra vấn đề sinh tử của mọi người mới là vấn đề trọng đại. Giây phút này mình còn, nhưng phút sau không còn nữa. Trong chớp mắt mình sẽ ra đi. Cái chết sẽ tới ngay trên đầu mà mình không hay. Thương thay, con người đối với vấn đề nghiêm trọng như vậy mà rất lãnh đạm, coi như chuyện chiêm bao vậy. Từ đâu mình sinh ra, chết đi về đâu, không ai biết cả. Cho dù có biết, mình sẽ làm sao đây? Biện pháp duy nhất là cải ác hướng thiện. Sửa bỏ điều ác chỉ làm điều thiện. Sửa đổi con người chính mình, đừng sinh lòng ích kỷ, tư lợi, mà phải có lòng từ bi, vì lợi ích của tất cả chúng sinh, và phải học tập tinh thần của Bồ Tát. Hành vi của mọi người là do tâm chi phối, bởi vì tâm nên mình biến thành các loài trong 10 pháp giới. Một niệm thiện thì sinh lên trời, một niệm ác thì bị đọa địa ngục. Rằng, nhất niệm giác tựu thi Phật, nhất niệm mê tức chúng sinh. Nghĩa là, một niệm giác ngộ thì là Phật, một niệm mê mở thì là chúng sinh. Nói một cách giản dị là khi có tư tưởng lợi ích cho kẻ khác, đó là Bồ Tát. Một tư tưởng làm lợi ích cho chính mình thì đó là chúng sinh. Một ý niệm hồi quang phản chiếu, tìm giải đáp nơi chính mình, thì đó là A-la-hán và Bích Chi Phật. Một ý niệm tách rời sự giác ngộ, lăn theo bụi đời, đó là phàm phu. Một ý niệm xa lìa bụi đời để trở về với giác ngộ, tức là thánh nhân. Cho nên, cả hai mặt xoay qua đổi lại thật dễ khi trở bàn tay vậy. Thế giới tốt hay xấu đều do một niệm trong tâm mình tạo thành. Con người ai cũng có lòng lành thì thế giới sẽ yên trụ mãi mãi. Con người có lòng ác thì thế giới sẽ bị hủy diệt. Đó là đạo lý rất hiển nhiên. Đạo Phật dạy người ta làm điều thiện, biết rõ nhân quả, làm điều thiện nhiều, công đức nhiều, cũng có nghĩa là đừng có tranh, đừng có tham, không mong cầu gì cả, chẳng ích kỷ, cũng chẳng tự lợi và không nói láo. Nếu được như vậy thì thế giới sẽ từ chỗ nguy hiểm mà trở nên an ổn. Cho nên nói, nhất thiết duy tâm tạo, tức là tất cả mọi thứ đều do tâm mà ra. Tâm tạo ra thế giới, tâm cũng có thể hủy diệt thế giới. Tâm tạo ra thiên đường, tâm cũng có thể tạo ra địa ngục. Gia đình là do mọi người làm thành, con người là do vọng tưởng mà thành hình. Nếu đem vọng tưởng xấu sửa đổi thành vọng tưởng tốt lành thì đó là người tốt. Nếu đem ý niệm thiện mà biến thành ý niệm xấu thì đó là người ác. Đó là sự khác biệt giữa người ác và người lành. Chúng ta là những người tu hành thì phải siêng tu, giới, định, huệ, trừ bỏ, tham, sân, si. Đó là điều kiện căn bản của sự tu hành. Là người học Phật Pháp, trước hết mình phải không làm điều ác và làm tất cả những điều thiện. Đó cũng chính là điều căn bản. Nếu ai cũng làm theo điều này, thì thế giới sẽ trở nên tốt lành. Khí lành sẽ gia tăng, và ác khí sẽ giảm bớt. Nếu trong vũ trụ đầy dẫy những chính khí an lành, thì trái đất sẽ không bùng nổ. Làm sao cho thế giới yên ổn an lành? Chỉ còn biện pháp duy nhất là mình tới học Phật Pháp, tên là đạo tràng của chính Pháp, rồi sửa đổi lỗi lầm của mình để trở thành người mới.
mọi người ai cũng bỏ điều ác, làm điều lành, thì thế giới sẽ không có ba thứ tai nạn, tám thứ khốn khổ. Con người ai cũng sống trong hòa bình, thương yêu lẫn nhau, không còn tranh, không còn tham nữa, đó là thế giới đại đồng. Hy vọng rằng, lúc đó những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, cũng sẽ vì gia đình, vì tổ quốc, vì thế giới bỏ đi những tính tham lam, làm những việc lợi ích cho xã hội. Mình cũng nên biết rằng, tài sản là những vật ngoài thân, sanh ra mình không đem chúng tới, chết đi cũng chẳng mang được chúng theo. Khi sự hắc ám của người ác được hào quang của người thiện chiếu soi làm tan mất, thì lúc đó thế giới không còn bị ác khí bao trùm, địa cầu mới không bị hủy diệt. Đạo lý này tuy rất giản dị, nhưng mình phải biết dụng công thâm hậu thì mới có hiệu quả được. Quý vị nên từ nơi tâm mà hạ thủ việc tu, cải tạo thế giới, khiến cho thế giới được bình an. Vị lãnh tụ của mình chính là cái tâm. Nếu tâm xấu thì thân thể đầy đủ tật bệnh, gặp đủ thứ tai nạn bất ngờ. Chúng ta cần phải phản tỉnh, tiềm thảo, nếu có tội lỗi phải mau mau sám hối. Bởi vì, si thiên đại tội, nhất sám tiện diệt. Nghĩa là, tội lỗi đầy trời, một niệm sám hối hết thảy sạch tiêu. Tất nhiên, mình phải thành tâm sám hối thì mới tiêu tai. Đừng nên coi là chuyện đùa, ban ngày làm chuyện ác, ban đêm sám hối, tin rằng có thể tiêu trừ. Nếu như có tư tưởng như vậy, thì chẳng những tội chẳng tiêu mà còn nặng thêm nữa. Bởi vì sao? Mình đã biết tội mà cố phạm nữa thì không thể nào tha thứ được. Ha ha ha,